Hello, chào các bác nhé. Đó, các cái mã hàng của bên em sẽ chuyển đến luôn này cho các bác. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác cái lô nước hoa Coco Chanel nhé. Hàng này của nó sẽ là hàng của Pháp có nhé, hàng của Pháp này. Đấy, Made in Fancy với nhá, Made in Fancy đây. Hàng của Pháp cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Thương hiệu Chanel nhá. Giá thì lô này hàng về giá siêu tốt cho các bác luôn. Đấy, mùi hương thì thơm dịu nhẹ, dễ chịu và nhẹ nhàng các bác nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng nguyên siêu như này nhá. Hàng nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện này các bác này. Đấy. Một cái lọ nước hoa của thương hiệu Chanel nhá. Đấy. Thương hiệu Chanel. Đây. Chanel Coco các bác này. Đấy. Made in Fancy nhá, Made in Fancy. Hàng này thì nó sẽ có là Chanel của Paris và Chanel của New York City các bác này. Đó. Coco Chanel các bác nhá. Đấy, rất là thơm luôn. Đấy. Một cái lọ nước hoa như này, Coco Chanel Paris các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Hàng thì siêu thơm các bác nhá. Đấy. Mùi thơm thì dịu nhẹ, dễ chịu các bác nhá. Đây các bác này, các bác chỉ cần xịt này. Đấy. Đấy. Hương ra nhá. Mùi thơm rất là dịu nhẹ và dễ chịu nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đấy. Đây, Paris các bác này. Đấy. Lên cho em là nước hoa Chanel nhá. Thôi lên cho em là nước hoa Chanel. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái lọ nước hoa Chanel như này. Giá của nó sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho một lọ nước hoa Chanel như này. Đấy, giá rất là tốt cho bác luôn. Đấy. Bên em mà thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị của Nhật cho nên là cái giá nó khá là tốt cho bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là nước hoa Chanel nhá, nước hoa Chanel. Giá của nó sẽ là nước hoa Chanel này, nước hoa Chanel nhá. Đấy, nước hoa Chanel. Giá của nó sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho một lọ nước hoa Chanel như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop cũng về cho các bác thêm cái nước hoa của thương hiệu Gucci nhá. Con Chanel này thì dung tích của nó sẽ là một lọ như này. Một lọ này thì của nó sẽ là 100ml nhá, 100ml đó. 100ml cho một lọ như này. Còn con Gucci này thì cũng là 100ml luôn. Đấy, con Gucci. Nước hoa Gucci nhá. Đấy, dòng này thì nó sẽ là một cái dòng nước hoa trung tính, các bác dùng nam nữ đều được hết, rất là thơm luôn. Đó, đây. Con này thì nó sẽ là nước hoa của Gucci nhá. Đấy, Gucci này. Con này thì cũng rất là thơm luôn. Đây, đấy các bác này. Đây. Hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Anh các bác này. Đây. Made in UK các bác này. Đấy, Made in UK nhá. Sản xuất tại Anh. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn và rất là đẹp nhá. Đấy, Gucci đây. Này mùi của nó cũng rất là thơm, dịu nhẹ và dễ chịu nhá. Đây. Đấy, mùi thơm của nó cũng khá là dịu nhẹ và dễ chịu luôn. Đấy, nam nữ đều dùng được hết nhá. Rất là thơm luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là nước hoa Gucci nhá. Rất thơm. Và giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một cái lọ nước hoa Gucci như này. Đó. Nước hoa Chanel thì giá sẽ là 120.000 và nước hoa Gucci thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000. Đó, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu luôn. Đó. Lên cho em là nước hoa Gucci nhá. Đấy. Nước hoa Gucci này. Gucci giá của nó sẽ là Gucci giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một lọ nước hoa Gucci như này. Đó. Giá khá là tốt cho các bác luôn. Đấy. Giá khá là tốt cho bác luôn nhá. Đấy. Rất là đẹp các bác này. Hàng của nó thì hàng này của nó sẽ là sản xuất ở Anh đây. Made in UK các bác này. Đấy. Hàng sản xuất tại Vương quốc Anh nhá. Đó. Con Gucci này thì sẽ là 130.000. Còn con Chanel này sẽ là 120.000 nữa nhá. Hai cái loại nước hoa. Đó. Còn tiếp theo lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái con dao gọt các bác nhá. Con này thì các bác lên cho em là dao gọt Đức nhá, gọt Đức. Đấy, con này thì hàng của Đức, hàng thương hiệu Winling đây. Winling hai hình người, Made in Germany các bác này. Đó đây. Made in Germany các bác nhá, Winling hai hình người luôn. Đấy, Made in Germany. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 nhá. Các bác lên cho em là dao gọt Đức nhá, gọt Đức. Con này sẽ là 70.000. Đó. Lên cho em là gọt Đức này. Đó, dao của Đức mà. Lên cho em là dao gọt Đức, giá của nó sẽ là 70.000 cho một con dao gọt Đức như này. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 22-23 cm, cũng khá là dài luôn. Con này các bác dùng để thái, để gọt hoa quả này, hoặc là thái rau cũng ok luôn. Đấy, hàng đúc liền hết nhá, ốp này. Đấy, rất là đẹp luôn, hàng đúc liền như này. Đấy, và có bọc một cái lớp nhám, bọc một cái lớp nhám chống trơn trượt. Và giá thì khá là tốt cho bác nhá, để em test độ bén của dao nhá. Đây con này. Đây các bác nhá. Đấy. Dao rất là bén luôn. Đấy. Dao như này là khá là bén các bác nhá. Đấy, dao này là khá là bén các bác này.
rất là bén luôn, các bác theo. Đấy, các bác theo. Rất ngon lành luôn. Chiều dài của dao thì đây, em sẽ đo cho các bác xem luôn. Con này thì các bác lên xem là gọt Đức nhá, dao gọt Đức. Chiều dài của dao thì tổng thể là 24 cm, gần 24-23 cm rưỡi. Và nguyên phần lưỡi này của nó thì vào 12 cm nhá, nguyên phần lưỡi vào 12 cm. Đấy. Lên cho em là gọt Đức nhá, gọt Đức. Con này dùng thì chấm hết luôn các bạn. Đấy, rất là tiện dụng. Dài 12 cm. Giá chỉ có 70.000 một con dao như này thôi. 70k cho một con dao như này các nhá. Con này thì chấm hết đời còn rết luôn. Dùng thì siêu phê luôn các bạn này. Đấy, rất là đẹp, đúc liền như này. Hàng đúc liền hết nhá, cán của nó là đúc liền hết. Chỉ có là nó chơi cái lớp nhám như này để cho các dùng nó khỏi trơn trượt thôi. Lên cho em là gọt Đức nhá. Giá của nó sẽ là 70.000 cho con gọt Đức như này. Con này thì các bác nên mua để sử dụng nhá. Lên theo là gọt Đức giá 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một con dao cũng khá là đẹp các bác này. Con này thì nó là dao của Nhật, dao của thương hiệu Akatsuki các bác này. Đấy, made in Japan nhá. Thép của nó sẽ là thép carbon không gỉ này. Đấy, thép carbon không gỉ. Con này khá là đẹp luôn. Nguyên cái phần lưỡi này của nó thì nó sẽ dài là 21 cm. Còn tổng thể chiều dao là đi chiều dài của dao là 32 cm. Và nó có một cái phần quay đeo như này rất là đẹp con này. Đấy, dao Nhật của nó chấm hết luôn. Khá là đẹp các bạn. Con này thì chắc là rất là bén con này. Đấy. Rất là bén luôn các bạn nhá. Đó, rất là bén luôn. Qua theo. Đó. Nguyên chiều dài của lưỡi là 21 cm. Các bác dùng để thái này, lọc phi lê này, rồi các bác dùng để gọt hoa quả các thứ này. Có cái phần nhọn này để các bác lọc này. Hàng made in Japan nhá. Made in Japan. Đấy. Con này thì các bác lên mã giúp cho em là dao lọc 21 nhá. Lọc 21, con này của nó thì nó sẽ dùng để thái lọc được. Và nguyên chiều dài của lưỡi nó sẽ là 21 cm. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em là dao lọc 21. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Các bác lên cho em là dao lọc nhá. Dao lọc 21. Giá của nó sẽ là 130k thôi. 130k cho một con dao lọc 21 như này nhá. Con này thì khá là đẹp luôn. Ui xì. Trông con dao đã thấy cái chất của nó rồi các bác này. Hàng cán thì ốp bằng gỗ sồi Nga này. Gỗ sồi Nga cực kỳ là đẹp luôn nhá. Đấy. Và rất là chất lượng cho các bác luôn. Dao thì khá là bén luôn các bác này. Dao rất là bén luôn các bác theo. Đấy. Đấy, chất dao khỏi phải bàn quá nhá. Đấy, chất dao khỏi phải bàn rồi. Rất chất lượng luôn nhá. Rất là bén luôn các bác này. Rất là bén luôn. Đó. Rất là bén các bác nhá. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên cho em là dao lọc 21 nhá. Đấy, con này chắc dọc dây bóng cũng ok luôn, để em thử test dọc dây bóng cho bác xem nhé. Đấy, rất là sắc luôn con này. Dọc dây bóng cũng ok luôn nhá. Đấy, dọc được cả dây bóng như này là dao rất là bén con nhá. Đấy, dao rất là bén luôn, dọc dây bóng ok luôn con nhá. Đó, dao rất là bén luôn. Lên mã giúp cho em là lọc. Lên mã giúp cho em là dao lọc 21 nhá. Dao lọc 21. Giá của nó sẽ là 130.000 cho con dao lọc 21 như này. Đấy, 130.000 cho con dao lọc 21 như này nhá. Đó. Dao lọc 21 130.000. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là một con dao thái này. Con này thì các bác lên cho em là dao thái lỗ nhá. Đấy. Con này thì nó có lỗ như này. Con này thì các bác vừa dùng để thái và có thể băm nhẹ được, cũng là hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan này. Đấy. Dòng liền thân như này, chốt 3 đinh này nhá. Con này thì chiều dài của nó sẽ là 30 cm, và nguyên phần lưỡi này là 19 cm nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dao thái lỗ. Con này thì đợt trước đang bán 130.000, đợt này về cho bác giá còn 125.000 nhá, 125.000. Đấy, lên cho em là dao thái lỗ nhá. Đó, dao thái lỗ này. Dao thái lỗ, giá của nó sẽ là 125k thôi. 125k cho con dao thái lỗ như này. Con này thì các bác có thể dùng để băm nhẹ cũng được. Đấy, nó nặng chắc khoảng 2 lạng gì đấy thôi. Nhưng mà cũng rất là đầm tay, cầm cực kỳ là thích luôn. Chiều dài của dao là đi 30 cm. Chiều dài của lưỡi là 19 và bản của lưỡi là 7 cm. Hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan đây. Đấy, made in Japan này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Dòng này cũng khá là bén, đây em sẽ dọc giấy cho bác xem này. Đấy, rất là bén luôn nhá. Con này chuyên dùng để thái. Đấy, chuyên dùng để thái là ok luôn đấy. Lên cho em là dao thái lỗ nhá. Đây, nó có một cái lỗ như này để các bác đeo này. Đấy, cho nên em gọi luôn nó sẽ là dao thái lỗ nhá. Nó có cái lỗ như này. Thì lên tên cho em là dao thái lỗ. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 125.000 nhá. Lên cho em là dao thái lỗ, giá sẽ là 125k cho một con dao thái lỗ như này, 125.000.
hàng made in Japan quá nhá, made in Japan đó, dao thái lỗ 125k, giá khá là tốt cho bác luôn và dao rất là bén nhá. Đấy, em đã test thử cho bác xem rồi, rất là sắc bén luôn đó, hàng của Nhật bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị, giá rất là tốt. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con dao chặt của Đức nhá. Đấy, các bác lên cho em là dao chặt Đức nhá. Con này thì nó nặng khoảng 6 lạng rưỡi. Đấy, nặng khoảng 6 lạng rưỡi. Đấy, giá thì nó cân cho anh như này tí xem nào. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, để em sẽ cân thử cho bác xem con này cho nó chính xác nhá. Hàng của Đức đây, made in Germany. Nó sẽ là hàng thép trắng không gì. À, xin lỗi các bác, con này nặng có 5 lạng thôi nhá. Nặng 5 lạng các bác. Đấy, nặng 5 lạng. 5 lạng thôi nhá. Đấy. Con này cân nặng của nó sẽ là 5 lạng. 5 lạng thôi nhá. 5 lạng và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là con này thì nặng 5 lạng này, bản của nó này, cái này có cái phần này để các bác làm vảy cá hoặc là dằn chặt này. Đấy, nó sẽ vân vân như này. Rất là đẹp luôn. Đấy, hàng đúc liền thân, chặt thì cực kỳ là bén. Để em thử dọc giấy xem như nào nhá. Đó, đây con này. Đó, à. Con này cũng khá là sắc luôn. Dọc giấy cũng ok nhá. Đấy, và dao rất là bén luôn. Mình thì dày khoảng là mình dày khoảng 2 ly như này, khoảng 2 ly rưỡi đến 3 ly nhá. Rất là đẹp luôn. Kích thước của nó thì chiều dài của dao tổng thể là 30 cm, bản của lưỡi là chiều dài là 17 gần 18 và chiều cao chiều dài bản to là 9 cm nhé. Đấy, rất là ngon lành luôn, băm chặt thoải mái. Con này thì đợt này hàng về giá khá là tốt cho bác nhé, khá là tốt cho bác luôn. Đấy, lên cho em là dao chặt Đức nhé, dao chặt Đức giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Đấy, 120.000, lên cho em là dao chặt Đức này, đó, dao chặt Đức nhé. Giá của nó sẽ là 120k cho một cái mã dao chặt như này các bác này. Giá khá là tốt cho bác luôn nhá. Đấy, giá khá là tốt cho bác luôn. 120.000 cho một con dao chặt Đức như này. Con này thì khá là đẹp và chất lượng, các bác nên mua nhá. Hàng về lô này thì có 10 con thôi và giá khá là tốt cho bác luôn. Cũng có lỗ này để các bác đeo này. Và ưu điểm của con này là hàng sắc bén. Đây, dọc giấy thoải mái quá này. Đấy, dọc giấy thoải mái quá nhá. Dọc giấy thoải mái. Chứng tỏ là dao rất sắc và cái giá của nó rất là khét thôi nhá. Đấy, giá rất là khét luôn. Lên cho em là dao chặt Đức nhá. Giá chỉ có 120.000 nhưng con dao chặt Đức như này thôi. 120k nhá. Rồi, ok.